Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả bạn. Thì các bạn biết rồi, trên mạng hôm qua cái từ khóa lòng xào xưa 30k nó đã rất là nổi tiếng, có thể nói rằng nó rất là trend. Thì thực ra nó xuất phát từ cái câu chuyện của hai cái người gian xíu với nhau, và đặc biệt cô là một cô giáo, thì ở đây là CEO South Star đấy. Đấy, đại khái là như sau. Thì câu chuyện nó cũng chắc các bạn ở trên mạng biết rồi. Thì đây là một cái góc Oxford, đây chính là cô giáo một cái trường mầm non hiện đang sống tại Giang Đông, gương mặt vàng trong làng, con giáo thứ ba mời cả gia đình. Ở đây đang nói chuyện về người vợ, người ta Oxford. Thì thực ra khi mà tìm hiểu các bạn đọc thì đã biết, thì tin đồn nó xuất phát từ một người phụ nữ bị tố ra ngoài ngoại tình với một người đàn ông khác. Mối quan hệ ngoài luồng của cặp đôi lại âm thầm duy trì và ngày càng lún sâu. Theo thời gian theo dõi, chính Thất đã phát hiện ra sự việc và đăng bài Oxford sự việc lên mạng xã hội. Thì ngay sau khi Oxford thì các bạn biết rằng là cái từ khóa lòng xào dưa nó đã được có thể nói rằng là nó đã rất hot. Thì như sau: mình ơi, đến ngày 28/6/2022 vào lúc 15:26 thì mình ơi, tối mình mua cho em dưa xào lòng nhé, bảo ít lòng thôi, dưa nhiều hơn nhé, mua 30.000 đồng thôi, hôm trước em cũng mua 30.000 đồng. Em về đâu rồi? Cơm cơm thôi, dưa xào lòng kkk. Hôm nay cái Hoàng không đi chợ, chồng về mua lòng xào dưa kkk. Ở nhà làm cái gì mà không đi chợ cơm nước cho chồng con thế? Em sáng 5 giờ dậy, cơm nước buổi sáng, ý là chắc lại mắng bà này ấy, chắc lại mắng bà vợ chính. Em sáng 5 giờ dậy, cơm nước buổi sáng cho bố con nó, đến 6 giờ phi xuống chợ mua tôm với rau về cho con cái, cho con gái làm trưa, ba bố con nó ăn 6:30 mới yên tâm đi làm cả ngày ở trường. Chiều hết giờ về và bà chơi tí lại ra chợ mua đồ ăn, đổi bữa cho bố con nó, về nhà lại lao đầu vào bếp, giờ mới được đi tắm đây. Vợ vất vả lắm đấy chồng ạ. À, công việc thì không nặng nhọc nhưng vợ phải tính toán làm việc nhà, việc xã hội vừa. Cái đầu cứ căng thẳng suốt, thân xác thì như con thoi chạy suốt ngày ý. Đấy, thưa các bạn. Thì tự nhiên cái câu chuyện đấy nó nó nóng lên, nó chợt tạo thành nó tạo thành một trong những cái câu chuyện có thể rất hot trong mạng xã hội. Mình ơi, tối mua cho em dưa xào lòng nhé, bảo ít lòng thôi, dưa nhiều hơn nhé, mua 30.000 đồng thôi, hôm trước em cũng mua 30.000 đồng. Tóm lại là nếu mà như này thì rõ ràng là hai người này gặp nhau thì chắc là họ hình như họ rất thích môn lòng xào dưa 30k. Mình thì đối với mình nói nha, thực ra có câu chuyện này thì mình muốn nói các bạn một câu này: mình nghĩ sâu hơn trong cái xã hội Việt Nam mình, tại sao phải thế nhỉ? Nếu thật sự mà không còn, đừng bao giờ nói cái chuyện tình nghĩa các bạn. Mình không cổ suý cho vấn đề ly hôn, nhưng đối với Dương Béo nghĩ rằng là có những thứ ở phương Tây Dương Béo thấy rằng là nó phù hợp hơn, và chúng ta nên học hỏi. Nếu thật sự một cặp vợ chồng ấy mà không còn tình cảm với nhau, có thể là về tình cảm giữa người với người, hoặc là tình cảm giữa người với những vật xung quanh của sự việc đó, hay là kể cả vấn đề tình dục, thì đối với Dương nghĩ rằng là tại sao giải thoát nhau đi, để cho mỗi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều người nghĩ rằng là bảo rằng là khi mà cha mẹ bỏ nhau ấy thì con cái sẽ thiệt thòi, sẽ hư. Nhưng mà ở đây mình không so sánh, mình không dám so sánh giữa Việt Nam và các nước phương Tây, thì tỷ lệ ly hôn của nước phương Tây rất là lớn. Nhưng mà ở đây mình muốn nói rằng là những người con của những cặp vợ chồng ly hôn ở phương Tây, đến giờ phút này họ vẫn là những người rất thành đạt, rất nhiều người thành đạt, rất nhiều người giỏi, và rất nhiều người làm những chức vụ rất lớn. Chứ đâu có phải là họ hư đâu, đâu phải là những cặp những người con của những cặp vợ chồng ly hôn là hư đâu, thưa các bạn. Mà kể ở Việt Nam mình biết rất nhiều những cái chuyện đó, những người bạn của mình
họ ly hôn mà họ có những người con rất là tuyệt vời, thi thủ khoa, vân 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 các bạn. Cho nên có thể là những cái thứ đó chúng ta nên gạt sang một bên. Có thể cái văn hóa hay cái xã hội của Việt Nam chúng ta theo cái truyền thống thì cái vấn đề liên quan đến vấn đề ly hôn thì nó vẫn còn một cái gì đó mình nghĩ rằng nó nặng nề. Nhưng đôi khi ở đây mình nói thẳng là đôi khi cái vấn đề ở đây cái sĩ diện hay nó là đặt lên hàng đầu, chứ đôi khi chả phải cái đó. Đôi khi cứ sợ hàng xóm chửi, hay sợ bạn bè chửi bàn tán, hay sợ xã hội người ta gọi là có những định kiến về bản thân mình hay gia đình mình, thì đối với mình nghĩ rằng cái chuyện đó không nên. Hãy xét thật sự vào vấn đề của bản thân mình là có nên tồn tại mối quan hệ đó hay không. Tại vì thực ra thế này thì không những mình làm khổ mình là đang làm khổ gia đình mình còn làm khổ thêm một gia đình khác nữa. Và những anh chồng thì cũng phải suy nghĩ ở đó, nếu cảm giác thật sự mình không còn cái vướng bận gì hay không còn tình cảm gì với người vợ của mình hiện tại thì tốt nhất cũng giải tán, hãy ly hôn rồi tiếp tục một mối quan hệ khác thì mình nghĩ rằng là tốt hơn. Ok, như anh chồng này chẳng hạn, nếu mà anh yêu cô giáo, anh thấy cái mối quan hệ của anh với cô giáo tốt thì tốt nhất anh nên ly với chồng, ly dị vợ anh rồi anh tiến tới mối quan hệ khác, để pháp luật cho phép mà. Thế còn cái người vợ này, người giáo viên này lên vậy, nếu mà chị đặt cái vấn đề gọi là sinh lý lên hàng đầu thì chị bỏ chồng chị đi, chị đừng làm người ta khổ, đúng không? Đừng nghĩ rằng là những cái hành vi như thế này này nếu mà không ai biết ấy, thì không sao, nhưng mà khi mà biết như này rồi ấy, nói thật chứ con cái nó khổ gấp vạn, con cái nó còn nhục nhã gấp vạn, con cái nó còn xấu khổ gấp vạn, bố mình thế này, mẹ mình thế này, đấy mà cái điều đáng lên án, chứ không phải là những cái vấn đề mà các anh chị nghĩ rằng là các anh chị nghĩ rằng là có bố có mẹ thì con cái mới hạnh phúc đâu, hay con cái mình nó gì thật qua mình nó thật, đấy là cái cớ con cái. Đại đa số những cặp, những cái con người như này mình nghĩ là thật là cái cớ của con cái. Con cái chẳng qua là một cái cớ, chứ còn chẳng qua vì cái sĩ diện của bản thân mình thôi, sợ ngoài đời hay là kể cả về công việc. Đôi khi giáo viên mà có những cái sự việc như này chẳng hạn, không được thăng quan tiến chức, nói chung là nhiều thứ. Nên tóm lại mình chỉ muốn nói một câu này, tất cả là vì cái tôi, tất cả vì cái ích kỷ bản thân thôi. Còn nếu mà vì chồng con hay là vì gia đình ấy, thì đã biết hy sinh rồi. Nếu những người hy sinh đấy thì đáng trân trọng và mình không bao giờ có ý kiến. Còn những con người này chỉ đừng bao giờ nói sự hy sinh, tất cả vì bộ mặt và sự sĩ diện thôi. Nhưng mà không bao giờ cũng lâm cạn lắm, không tính tới đấy. Khi sự việc nó xảy ra này thì mình nói thật với các bạn, còn nhục cấp vạn. Con cái nó khổ, nó ngược, nó kinh khủng. Toàn là cái cớ đó các bạn. Cho nên mình nói thật, mình đọc câu chuyện này xong mình có những tâm tình như vậy. Đối với mình thì mình nghĩ rằng là thích thì không thích thì phắn, còn đừng lấy cớ gì cả. Còn bỏ trách nhiệm với nó, mình nói thật các bạn này, nếu đã hy sinh thì hy sinh luôn. Nhưng còn nếu không hy sinh đừng làm cho mèo ấy. Mà nếu mà làm cho mèo này thì nói thật con cái nó còn nhục nhã hơn. Thế thôi, đừng lấy cớ. Còn không ấy, thì đúng pháp luật làm, nếu pháp luật cho phép ấy. Đấy, ly hôn xong ấy, thích làm gì thì làm. Các anh chị có thể ly hôn xong, các anh chị có quyền, anh chị lên mạng, các anh chị có quyền tìm kiếm bạn gái, các anh chị có quyền làm bất kỳ điều gì mà luật pháp cho phép. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.